Hello, nay quay chia sẻ tới các bạn về cái vấn đề mà làm sầu riêng cực khổ mà sao, tại sao mà người người nhà nhà ai cũng hiện tại giờ ai cũng đua nhau trồng sầu riêng các bạn. Người ta bỏ lúa hay là bỏ những cái cây trồng khác mình chuyển qua lên đắp mô làm sầu riêng hết rồi các bạn. Đó. Thì làm sầu riêng cực khổ mà không biết lời lãi được bao nhiêu mà ai cũng đua nhau trồng hết bạn. Đó, thì đây Út cũng chia sẻ luôn ha. Sẽ cái vấn đề mà ở đây thì chia sẻ thực tế thôi các bạn. Ở đây thì mình làm sao thì mình thấy sao thì mình chia sẻ vậy ha. Tất nhiên là theo cái quan điểm cá nhân thôi nha các bạn. Còn cái kỹ thuật kinh nghiệm của mỗi người làm nó mỗi khác ha. Cũng như cái thu nhập, cái kinh tế của mỗi vườn nó đều khác nhau ha các bạn. Hầu như là không ai giống ai ha. Này là video chúng mình mang tính chất tham khảo tại vườn của mình thôi nha các bạn. Đó. Thì tránh cái trường hợp mà anh em thì nói này nói kia ha thì cũng mất vui hết các bạn đó. Rồi giờ trước mắt là làm sầu riêng thì nó rất là cực, rất là vất vả nha các bạn, rất là còn dựa vào cái thời tiết á, ngoài cái kỹ thuật khác, cái kinh nghiệm ra thì cái phân thuốc ra thì còn dựa vào cái thời tiết nó quyết định hết các bạn đó, quyết định tới năng suất cũng như cái mẫu mã mẫu trái ha, cũng như là quyết định luôn cái giá cả các bạn. Thì bạn làm đạt cái mẫu đẹp thì năng suất nó cao thì tất nhiên là cái kinh tế của mình nó nhiều ha, cao ha. Cái đó thì không nói, nhưng mà còn phụ thuộc vào cái giá thị trường nữa ha, tùy cái thời điểm mà các bạn bán nữa ha. Nếu mà cái hàng nó hút á, giá cao thì kinh tế của mình lợi nhuận mình lời rất là nhiều các bạn, nó so với cái chi phí đầu tư thì lời rất rất là nhiều ha, rồi là lời gấp mấy lần luôn ha. Đó. Giờ mình đi vào phân tích cái vấn đề ở chỗ nào hết, là thì bây giờ thì Út sẽ tính cái chi phí mà đầu tư cho một cái cây sầu riêng, mà từ khi mà tính từ cái lúc mình bắt đầu mình lên tạo mầm mình xử lý ra hoa thôi chứ các bạn, còn cái giai đoạn đổ về trước mình đầu tư là mình không có tính nha, để tính từng giai đoạn ha, thì đâu đó cho nó rõ ràng cái thì chứ bạn mới làm sầu riêng mình anh em cũng hiểu mình tham khảo ha. Thì từ cái lúc mà từ cái lúc giờ nói tóm tắt như mà từ cái lúc mà xuống lân tạo mầm ở dưới gốc, cũng như là xịt thuốc kích thích ra hoa đậy mủ cho ra bông, tới khi mà sổ nhị đậu trái ha, tới thu hoạch luôn á, là cái tiền phân thuốc ha, cái tiền phân thuốc thôi nha các bạn. Còn cái công cán ở đây thì mình không có nói ha, công cán thì tùy khu vực, tùy giá cả ha các bạn, tùy công thuê công lao động ha. Thì tiền phân thuốc nếu mà các bạn đầu tư ha thì ở đây thì cũng theo tính theo tối đa nha các bạn, thì tối đa thì từ nếu mà một cây sầu riêng mà từ khi mà làm bông á tới bán luôn là khoảng từ 800.000 tới 1 triệu đồng một cây các bạn. Đó là cái chi phí phân thuốc ha. Còn cái chi phí công cán hay là công mướn công xịt thuốc hay gì đó thì cái đó là các bạn cộng vô thêm ha. Còn nếu mà cái chi phí phân thuốc đầu tư nó khoảng 1 triệu đồng một cây các bạn. Đó. Bạn vườn các bạn lớn nhỏ bao nhiêu cây thì các bạn nhân lên ha cái chi phí ha. Thì ví dụ như là 100 gốc thì sẽ bỏ bỏ khoảng là 80 triệu đến 100 triệu tiền vốn nha các bạn. Đó. Đó là cái chi phí mà phân thuốc hiện tại ha. Cái giá phân thuốc bây giờ nó lên rất là cao nha các bạn, nó nhưng mà mình phải tính cho nó vậy là nó chuẩn ha, tối đa luôn ha, chứ không có tính mà sát sườn được, sát sườn nhiều khi cái chi phí nó phát sinh nữa, chứ không phải là nhiều phân thuốc nó vậy chi phí vậy là không đúng nha các bạn. Nó tính tính là tối đa luôn là khoảng 1 triệu gốc các bạn. Rồi nếu mình nói về cái chi phí đầu tư thì mình cũng phải tính tới cái lợi nhuận phải không, cũng như cái năng suất, cái lợi nhuận mà mình bán ha, mình để mình so sánh coi cái lợi nhuận bao nhiêu, nó lời lãi bao nhiêu các bạn. Nó đầu tư là phải có lời ha, nhưng mà lời bao nhiêu thì mình có đáng để mình đầu tư mình làm bông không ha. Đó. Mà ở đây thì Út nói là làm bông mùa nghịch thôi nha các bạn, còn mùa thuận thì nó khác rồi. Mùa thuận thì cái chi phí thuốc thì nó có thể nó nhẹ hơn chút ha, nó dễ ra bông hơn ha, nhưng mà cái giá bán thì nó có thể là nó bị dội chạy, nó không ổn định ha các bạn. Ở đây là mình làm đang tính mùa nghịch ha, đó, cho anh em dễ hình dung. Đó, khoảng 1 triệu đồng một cây. Còn nếu mà bán thì
bình quân một cây thì các bạn thu nhập được nhiêu ha, thì đây Út tính cho các bạn nghe ha. Một cây các bạn, một cây của các bạn từ tầm 5 năm đến 6 năm tuổi ha, là ví dụ như là bắt đầu mình cho thu hoạch cái ăn năm đầu tiên, cái vụ đầu tiên các bạn, thì các bạn có thể là nếu mà các bạn cái điều kiện chăm sóc cây của các bạn tốt ha, cây mình nó to, nó khỏe ha, nó đủ lực ha, vàng lá đủ lực tốt ha, gì đó thì không bị nấm bệnh tấn công, thì các bạn có, nếu mà đòi hỏi là các bạn phải xử lý ra bông cho nó đạt ha. Đó, cái trước mắt là mình phải làm sao cho cái ra bông nó đạt, rồi mình sử dụng xịt thuốc, xịt men, rồi rải phân làm sao cho nó đậu trái nhiều ha. Đó, mình làm cho nó có cái năng sức cái đi rồi mình mới tính được, các bạn. Còn cái chuyện mình nó không có năng sức thì thua ha. Cái đó là cái trường hợp bất khả kháng thì mình không có tính được, mình tính theo cái tay nghề các bạn đi ha. Đó, tay nghề ví dụ như các bạn thời tiết thuận lợi ha, rồi đậu trái nhiều này kia, thì các bạn một cái cây sầu riêng 5-6 năm tuổi như vậy thì các bạn có thể để từ 40-50 đến 60 trái ha, tối đa là 60 trái nha các bạn, nếu mà cái cây của mình nó trong điều kiện tốt ha. Rồi cây xấu thì mình không có nói nha các bạn, đó, tối đa là 60 trái. Mà tuy nhiên thì Út thấy là để nếu mà cây mà ăn năm đầu như vậy để chừng bốn mấy năm chục trái vừa các bạn, để 60 trái thì nhiều khi cái cây của mình nó gồng, nó nuôi không nổi. Với lại cái điều kiện mà các bạn chăm sóc, mà các bạn đưa cho phân xuống ha, ăn phân không, bạn không đẩy đạm lên cao, thì một trái của mình nó sẽ nhỏ, nó không lớn ha, nó chậm lớn thì nó cũng không có năng sức, mà ngược lại thì nó gịch cái cây của mình xuống, nó làm cái cây mình nó suy ha, nó đổ lá ha, cái hiện tượng mà trái lá nha các bạn. Đó thì mình nghĩ là cột cây là để khoảng chừng 50 chẵn đi, 50 chẵn ha, với cái điều kiện mà đậu trái nhiều nha các bạn. Đó, 50 trái một cây ha, thì bình quân thôi, bình quân thì 3 ký trái thôi bạn, ký 3 trái, ồ xin lỗi, là một trái 3 ký thôi ha. Thì 5 x 3 15 thì một cây thì bèo 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 lắm thì cũng thu được khoảng 150. 150 đến 180 ký ha. Đó là cái chuyện bình thường nha các bạn. Đó. Cái đó là cái chuyện bình thường. Nó thì nó cũng không có gì. Rồi nhiều anh em làm giỏi nữa thì khoảng 200 ký cây là cũng bình thường. Đó, cái đó là đòi hỏi cái tay nghề cao hơn xíu ha. Còn dạng như mấy anh em mới làm thì khoảng 150 ký là ok. 150 ký thì các bạn nhân lên ha, thì cho cái giá thị trường mà mùa nghịch ha, nó bèo bèo thì cũng bốn mấy năm chục ngàn ký, chứ là cái giá đó là mình có ăn rồi các bạn, nó là sống phải ru ha, phải vay rồi đó. Thì cho bèo bèo thì cũng 50 ngàn đi, số nó chẳng chút hết các bạn, 50 ngàn. Thì 100 ký thì nó được 5 triệu các bạn. Đó, thì 50 ngàn ký là 100 ký 5 triệu đúng không? Đó, thì 50 ký nữa, 50 ký nó 2,5 triệu nữa, thì cây thì mình bán được khoảng là từ 7,5 triệu đến 8 triệu một cây ha các bạn. Đó là cái giá mà bình quân ha. Đó, 8 triệu một cây, từ cho cái chi phí mà đầu tư phân thuốc là 1 triệu nó đi các bạn. Đó, 1 triệu nó đi thì các bạn biết lại nhiêu rồi đó phải không? Triệu rồi, từ luôn cái chi phí mà công cán này kia nữa đi các bạn, nó là từ cho út trừ luôn cho 2 triệu đó, là tổng cộng là phân thuốc với công cán này kia là 3 triệu các bạn. 3 triệu mà nãy nói là bán được một gốc là 8 triệu đúng không, thì mình còn lãi được khoảng 5 triệu một gốc đó các bạn. Đó, các bạn thấy không, lãi nó cũng khá ổn ha. Bởi vậy làm sầu riêng, nhiều anh em mà làm sầu riêng mà ta có kinh nghiệm làm mười mấy hai chục năm nay là làm rất là khá, rất là trúng các bạn. Đó là bởi vậy, là nhưng mà với điều kiện ha, mình làm là mình cái tay nghề của các bạn nó phải cứng chút ha, chứ các bạn không biết gì là không bao giờ đạt được cái năng suất đó đâu ha. Nói vậy chứ không phải là nó dễ ăn đâu, như các bạn từ khi cái tay nghề mình cao thì gặp cái thời tiết bất lợi thì các bạn cũng có thể khắc phục được phần nào để hạn chế cái cây nó rụng trái, để mình giữ được cái số trái ha, cho nó đảm bảo ha. Còn nhiều anh em mới làm thì không có kinh nghiệm,
thì thời tiết mà nó thay đổi đột ngột một cái là nó cũng ha, nó có thể là nó cũng sạch sẽ nha các bạn. Cái đó là trường hợp là các bạn lỗ tiền phân thuốc nha. Còn nếu mà anh em có tay nghề chút đỉnh rồi thì cơ bản rồi thì mình làm thì cái ngưỡng đó thì nó cũng bình thường thôi các bạn đó. Với đòi hỏi mà cái tay nghề của bạn cao á, thì các bạn có thể là làm được cái mẫu trái nó đẹp hơn nữa thì cái giá tiền, cái giá bán sẽ nó sẽ cao hơn ha. Nếu mà so với vườn người ta thì các bạn biết cách làm thì cái mẫu trái của bạn đẹp hơn người ta thì giá nó có thể trên từ 2 đến 3 ngàn ký là cái chuyện bình thường ha. Với lại cái mẫu trái đẹp, với cái mẫu trái nó hàng vừa vừa khoảng từ 3 đến 5 ký đổ lại ha. Còn cái hàng dạng mà hàng bự quá, hàng heo từ 5, 7 ký, 10 ký, mười mấy ký là cái dạng đó là cái dạng nó không đạt ha các bạn. Nó là mình cũng phải tính luôn mấy cái phần như vậy. Ngoài cái chuyện mà đó ra thì các bạn phải xịt sâu ha, xịt bệnh này kia, chứ xịt sâu thì đừng có cho con sâu nó ăn, nó cạp cái vỏ của mình ha. Thì cạp vỏ thì lái nó vô nó cắt, nó sẽ đạp qua hàng giạc nha các bạn. Nó là mình cũng mất năng sức và kinh tế mình ha. Cũng như là cái không có cho mà xịt thuốc bệnh thường xuyên, không có cho mà cái nấm nó tấn công ha, gây thối hông, thối đít, sấy sầu riêng thì nó cũng giảm năng sức của các bạn ha. Đó, mình lưu ý mấy cái điều mà Út nông dân chia sẻ ha các bạn đó. Còn cái chuyện mà lợi nhuận đó thì thu được thì các bạn tính đó, cái bài toán kinh tế đó thì Út tính sơ sơ cho bạn là các bạn cũng nắm được rồi ha. Thì nhiều người nhiều nhiều năm mà trúng giá các bạn thì một cây á 10 triệu là bình thường đó, một cây là 10 triệu là bình thường, các bạn cũng thu về 10 triệu là bình thường ha. Cái giá nhiều khi nó cũng chênh lệch nhiều lắm ha. Thường khi là 60 ngàn, 60 ngàn là hồi đó giờ làm là thấy là sẽ giá 60 ngàn, sáu mấy ngàn là một thời điểm mùa nghịch là bình thường các bạn, chứ cũng ít có khi nào mà giá mà bốn mấy năm 50 ngàn lắm các bạn đó. Thể mùa nghịch thì giá nó cao ha. Đó, cái mẫu trái của bạn đẹp là giá nó vô nó chốt phát một là dính nè. Đó, ok nhiều sáu mấy bảy mấy cũng có các bạn, nhưng mà cái ngưỡng mà tám mấy 90 thì nó hiếm ít ha. Tại vì có cái những cái năm trước á, 2-3 năm trước gì đó các bạn, thì cái thời điểm mà nước mặn với cái bị Covid á thì giá sầu riêng nó sốt, thì có người bán được 90 ngàn ký, cũng có người bán cái 100 ngàn luôn các bạn. Nó thời điểm đó nhưng mà nó rất là hiếm ha, rất là hy hữu ha. Thì cái đó là tùy theo làm sầu riêng, còn tùy theo cái số mạng nữa các bạn ơi. Thì người có số thì bán trúng giá cao, còn người bình thường thì bán cũng 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 đủ sống các bạn đó. Bạn tính chi phí luôn ha. Thì một ví dụ như 100 gốc sầu riêng thì các bạn biết cái đầu tấn này ha. Đó, một gốc là 150 ký đó các bạn, 10 gốc là 1,5 tấn đúng không? Đó. 10 gốc là 1,5 tấn rồi. Thì 20 gốc á thì nó 3 tấn đó các bạn. Và cứ nhân lên thì 100 gốc thì mình kiếm khoảng mười mấy tấn đó. 100 gốc thì các bạn kiếm khoảng mười mấy tấn là phải ru, 14 15 tấn là phải ru các bạn đó. Và nếu mà các bạn làm trúng ha đó, 14 15 tấn ở miền Tây là bình thường đó. Thì các bạn nhân lên, các bạn nhân lên thì các bạn sẽ biết cái thu nhập của các bạn trong một năm đó. 100 cây thì 10 tấn thì nó cho nó 500 triệu thôi các bạn đó. 15 tấn nữa nhiêu 250 nữa là khoảng 700-800 triệu rồi đúng không? Nó cái đó là cái một với cái số lượng mà 100 cây là 15 tấn là bình thường, không có gì gọi là cao nha các bạn. Nó nếu mà cái đòi hỏi cái cây của các bạn tốt và cái kỹ thuật của các bạn cũng phải coi là tạm được ha, nó mới được cái sản lượng, cái năng suất như vậy các bạn. Còn bạn mới quá, mới mẻ quá